11 Pro Max thấp đáng kinh ngạc. iPhone 11 Pro Max được Apple công bố giá khởi điểm là 1099 đô la Mỹ, khoảng 26 triệu đồng. Thế nhưng chi phí sản xuất cho smartphone này lại có mức giá rẻ chưa bằng một nửa giá bán của Apple. Chuyên trang công nghệ Techin Size mới đây mổ bụng iPhone 11 Pro Max để xác định từng bộ phận và ước tính giá của nó. Theo Techin Size, linh kiện đắt nhất của iPhone 11 Pro Max là bộ ba ống kính camera, thành phần nổi bật nhất của chiếc iPhone này, có giá 73,5 đô la Mỹ. Tiếp theo là màn hình cảm ứng AMOLED có giá 66,5 đô la Mỹ. Chip A13 có chi phí sản xuất là 64 đô la Mỹ. Chi phí nhân công lắp ra iPhone 11 Pro Max có thể được thực hiện bởi Foxconn Trung Quốc hoặc Ấn Độ, có giá khoảng 21 đô la Mỹ. Size ước tính tổng chi phí linh kiện và sản xuất dành cho iPhone 11 Pro Max là 490,5 đô la Mỹ. Mức chi phí này chỉ bằng 45% giá bán iPhone 11 Pro Max mà Apple công bố với phiên bản thấp nhất điều này có nghĩa là 608,5 đô la Mỹ còn lại là phần lợi nhuận thuần, chưa bao gồm tiền lương nhân viên Apple, tiền chi cho quảng cáo bán hàng, nghiên cứu phát triển sản phẩm và các chi phí khác. Ngoài ra, mức chi chưa đến một nửa giá của iPhone 11 Pro Max mà ước tính cũng chưa bao gồm chi phí phát triển phần mềm. Dù vậy rõ ràng, mỗi chiếc iPhone được bán ra đều mang về mức lợi nhuận rất cao cho doanh thu của hãng, mà táo khuyết thường xuyên công bố vào mỗi quý hàng năm. Techinsize cũng tháo tung Samsung Galaxy S10+ và đưa ra mức chi phí sản xuất cho smartphone này là 420 đô la Mỹ, trong khi giá Galaxy S10 cộng niêm yết ở mức 999 đô la Mỹ.